Lý Thanh Thảo, tôi ám ảnh chuyện mang bầu, không dám sinh thêm con. Đổ vỡ hôn nhân trong lần đầu mang thai và mất mẹ ruột trong lần thứ hai sinh nở, diễn viên Lý Thanh Thảo ám ảnh mất mát tinh thần khi bầu bí và sinh con, không dám nghĩ đến làm mẹ thêm lần nữa. Lý Thanh Thảo tâm sự, hai lần mang thai và sinh con, cô đều trải qua tình trạng sức khỏe và tâm lý nhiều bất ổn. Thời gian dài sau đám cưới đầu tiên, nữ diễn viên vẫn không có tin vui. Cô và chồng cũ đã rất mong cầu một em bé. Nhưng khi bé Onet xuất hiện, vợ chồng cô bắt đầu nảy sinh rạn nứt trong quan hệ. Lý Thanh Thảo sinh con một mình, vắng bóng người đàn ông bên cạnh. Trái lại, con trai thứ hai đến với cô một cách bất ngờ vì ngoài dự liệu. Thời gian đó, mẹ ruột của Lý Thanh Thảo mắc bệnh tiểu đường giai đoạn cuối, thường xuyên nhập viện và 3 lần bị bệnh viện trả về. Khoảnh khắc nhìn que thử thai hiện hai vạch, nữ diễn viên cảm thấy căng thẳng. Một phần cô muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho mẹ, sợ không đủ sức để giữ thai. Phần khác, thời gian đó cô đã uống nhiều thuốc ngừa thai, cả loại hàng ngày và loại cấp tốc, cô sợ em bé sinh ra bị dị tật. Nhắc lại câu chuyện cũ, sao phim Gia đình phép thuật vẫn còn nguyên sự xúc động đến rơi nước mắt. Khi thai nhi được 6 tháng, mẹ của nữ diễn viên qua đời, cô đã buộc khăn tang vào bụng để em bé được tiễn biệt bà ngoại. Tôi cảm giác tôi cứ mang thai và sinh nở, tôi sẽ mất đi người thân. Sau này tôi không dám nghĩ đến chuyện con cái nữa. Rất may, chồng tôi cũng không đòi hỏi tôi phải sinh thêm con cho anh, Lý Thanh Thảo trải lòng.